Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Nga là ai? Điện Kremlin khẳng định ông Belousov là ứng viên phù hợp với vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong bối cảnh hiện nay và việc lựa chọn ông không báo hiệu sự thay đổi trong hệ thống quân sự hiện nay của Moscow. Thông tấn Nga RIA Novosti ngày 12 tháng 5 cho hay, theo danh sách đề cử các vị trí bộ trưởng của Tổng thống Vladimir Putin được thượng viện Nga công bố, ông Andrei Belousov, 65 tuổi, cựu phó thủ tướng, cũng là nhà nhà kinh tế học nổi tiếng của Nga, được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống Putin cùng ngày công bố xác lệnh bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Đại tướng Sergei Shoigu, 68 tuổi, làm thư ký Hội đồng An ninh Nga, thay Đại tướng Nikolai Patrushev. Ông Patrushev sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới, song chưa rõ vị trí cụ thể. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, ông Shoigu sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực mà ông am tường, đồng thời giám sát các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov sẽ tiếp tục chỉ huy các hoạt động quân sự ở Ukraine. Theo ông Peskov, việc bổ nhiệm ông Belousov thay ông Shoigu không báo hiệu thay đổi trong hệ thống quân sự của Nga, mà là một động thái nhân sự hợp lý khi Nga đang gia tăng chi tiêu cho quân đội, trong đó tổng chi cho các hoạt động quốc phòng an ninh chiếm 7,4% tổng GDP. Thư ký báo chí Điện Kremlin cho biết, Nga cần đảm bảo chi tiêu quốc phòng phù hợp với nền kinh tế tổng thể của đất nước, đó là lý do Tổng thống Putin muốn một nhà kinh tế lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Người cởi mở hơn với đổi mới là người sẽ chiến thắng trên chiến trường, ông Peskov nhấn mạnh. Thượng viện Nga sẽ cho ý kiến về đề cử của ông Putin trong ngày 14 tháng 5. Ông Peskov khẳng định ông Belousov không phải một người bình thường, mà là nhân vật đã lãnh đạo rất thành công Bộ Phát triển Kinh tế Nga, từng làm trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế trong thời gian dài. Tát cho biết, ông Belousov sinh năm 1959 ở Moscow. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Tổng hợp Moscow, MGU năm 1981, ông dành nhiều thời gian làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, dự báo kinh tế hàng đầu của Nga. Từ năm 2006 đến 2008, ông giữ chức thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga. Từ 2012 đến 2013, ông làm bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga. Từ 2013 đến 2020, ông giữ vị trí trợ lý của Tổng thống Putin về các vấn đề kinh tế đồng thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu mỏ Rosneft 2015 đến 2018. Khi ông Mikhail Mishustin trở thành thủ tướng Nga từ 2020, ông Belousov giữ chức phó thủ tướng phụ trách các vấn đề phát triển kinh tế, giám sát chính sách tín dụng, điều tiết thị trường tài chính, giám sát thực hiện các dự án đầu tư nhà nước, đồng thời làm chủ tịch tập đoàn đường sắt Nga từ 2020. Trong khi đó, ông Shoigu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga năm 2012 và giữ chức vụ này trong 12 năm liên tục. Ông có vai trò then chốt trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội Nga, cũng như trong việc dẫn dắt quân đội Nga tham gia các chiến dịch ở Syria hay Ukraine. Trước khi trở thành lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga từ 1994 đến 2012 và Thống đốc bang Moscow 2012. Ông cũng có bằng tiến sĩ kinh tế và từng nhiều năm lãnh đạo các doanh nghiệp thời Liên Xô. Trên cương vị thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Soygu sẽ tham gia vào việc tham vấn, chuẩn bị các quyết sách của tổng thống Nga trong bảo vệ lợi ích sống còn của công dân, xã hội và nhà nước khỏi các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài, đồng thời thực hiện các chính sách thống nhất của nhà nước để đảm bảo an ninh, theo công bố của điện Kremlin. Hội đồng An ninh Liên bang Nga thành lập vào năm 1992. Chủ tịch cơ quan này hiện là cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Trong vai trò thư ký hội đồng ông Shoigu chịu trách nhiệm đảm bảo các hoạt động cũng như quản lý bộ máy của Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Vì sao Tổng thống Putin chọn nhà kinh tế làm Bộ trưởng Quốc phòng? Bình luận về đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin đề cử nhà kinh tế Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng, người phát ngôn của Tổng thống, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh sự cần thiết phải tích hợp nền kinh tế tổng thể của ngành an ninh, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, vào nền kinh tế quốc gia. Việc gắn kết kinh tế của lĩnh vực an ninh với động lực của thời điểm hiện tại là điều rất quan trọng. Ông Peskov nói với các nhà báo, giải thích về quyết định của ông Putin bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Peskov nói thêm rằng việc bổ nhiệm ông Belousov sẽ không làm thay đổi cấu trúc hoạt động của Bộ Quốc phòng. Về thành phần quân sự, việc chỉ định này sẽ không thay đổi hệ thống cấu trúc. Thành phần quân sự luôn là đặc quyền của Tổng tham mưu trưởng, người sẽ tiếp tục các nhiệm vụ của mình và không có thay đổi về mặt này. Ông Peskov nói thêm. Ông Andrei Belousov là ai? Andrei Belousov là một nhà kinh tế và quan chức chính phủ Nga. Ông sinh ra ở Moscow, Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 1959. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Quốc gia Moscow năm 1981, nơi ông theo học ngành kinh tế. Từ năm 1981 đến năm 2006, ông Belousov theo đuổi sự nghiệp chuyên gia nghiên cứu tại Viện Toán học Kinh tế Trung ương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và sau đó là Viện Dự báo Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Năm 2006, ông được chỉ định vào vị trí Thứ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại. Năm 2008, ông Belousov trở thành giám đốc cơ quan tài chính và kinh tế của chính phủ Nga. Từ năm 2012 đến 2013, ông Belousov giữ chức Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại. Từ năm 2013 đến năm 2020, ông làm trợ lý cho Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế. Năm 2020, Belousov được bổ nhiệm làm phó thủ tướng thứ nhất của Nga và giữ chức vụ này kể từ đó. Ở vị trí phó thủ tướng, ông Belousov chịu trách nhiệm quản lý việc phát triển các định hướng ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội của Nga, điều phối các nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và hoàn thành các dự án quốc gia, các vấn đề về chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ và điều tiết thị trường tài chính. Từ năm 2022, ông Belousov cũng giám sát phát triển công nghệ vận tải công nghệ cao và hệ thống điều khiển thông minh. Giới phân tích nói gì? Sĩ quan Hải quân Nga đã nghỉ hưu và là chuyên gia phân tích quân sự Vasily Dandikin nói với Sputnik rằng, nếu nhà kinh tế Andrei Belousov được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng mới nhất của Nga thì đây không phải là lần đầu tiên một quan chức dân sự được bổ nhiệm vào chức vụ đó. Tôi tin rằng, trước hết, ông ấy là người của tổng thống, ông Dandikin nhận xét về ông Belousov. Ông ấy là phó thủ tướng thứ nhất và ông ấy thực sự biết rất rõ những vấn đề mà tổ hợp công nghiệp quân sự phải đối mặt. Như mọi khi, Tổng tư lệnh tối cao của chúng ta, Tổng thống Nga, giám sát mọi quyết định. Chuyên gia quân sự Nga và là cựu quân nhân tình báo Rostom Klubov chỉ ra rằng, ông Belousov là một nhà kinh tế học có tầm cỡ và là người đã từng tư vấn cho các chính khách nổi tiếng của Nga. Nếu ông ấy được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, điều đó có nghĩa là sẽ có những mục tiêu mang tính chất kinh tế cần hoàn thành, Klubov nhận định. Theo ông, nhiệm vụ của bộ trưởng mới có thể bao gồm những vấn đề liên quan đến hợp đồng mua sắm vũ khí và quốc phòng. Ông Gerasimov, tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, sẽ tiến hành các hoạt động quân sự, trong khi bộ trưởng quốc phòng sẽ giải quyết các vấn đề của riêng mình, ông Klukov nói thêm. Nhà báo quân sự và là cựu chiến binh Viktor Litovkin cũng nhấn mạnh về danh của ông Belousov với tư cách là một học giả và một nhà kinh tế, đặc biệt là có kinh nghiệm dạn dày trong lĩnh vực công nghiệp quân sự. Cho đến nay, không có lý do gì để nghi ngờ chuyên môn của ông ấy. Ông ấy là một người đàn ông xuất sắc, rất tập trung khi làm việc trong chính phủ trong lĩnh vực liên hợp công nghiệp quân sự cũng như mối liên hệ giữa quân đội và ngành công nghiệp này. Ông Victor nhận định